Sáng nay thị xã Hương Thủy tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa thể thao du lịch, hưởng ứng lễ đón nhận huân chương độc lập hạng 3 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động lễ hội tạo không khí phấn khởi và thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tham dự khai mạc chợ quê ngày hội 2022 tại khu du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phan Quý Vương cùng lãnh đạo các sở ngành và thị xã Hương Thủy. Phần biểu diễn lân sư rồng và màn trống khai hội. Mở đầu chương trình khai mạc chợ quê ngày hội năm 2022 tại điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn. Chợ quê ngày hội trở thành điểm nhấn của cả hoạt động văn hóa du lịch tại điểm du lịch công cộng này, nhất là tại kỳ festival. Hoạt động chợ quê được tái hiện sinh động với không khí của một phiên chợ quê xưa trên bến dưới thuyền ở vùng nông thôn Thủy Thanh Yên Bình, luôn thu hút nhiều người dân và du khách. Trong chương trình chợ quê ngày hội lần này có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa sẽ diễn ra tại đây. Đồng thời qua cái nền tảng đã được công nhận cũng như các cái sản phẩm thì chúng tôi sẽ đa dạng thêm các cái loại hình du lịch như trải nghiệm nấu rượu rồi những cái món ăn hết sức là nhân nhã, đặc biệt là các cái trò chơi dân gian để khơi dậy các cái truyền thống của ông cha mình để lại, đặc biệt là qua cái lễ hội lần này để có cái thúc đẩy phát triển cũng như tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới để là phát triển theo hướng du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân. Đến với chợ quê Thanh Toàn, mọi người được hòa mình vào không gian lễ hội với nhiều hoạt động như đua trải trên sông Như Ý, trưng bày giới thiệu mua bán các sản phẩm trong và ngoài địa phương, trình diễn các thao tác sản xuất kinh doanh nghề truyền thống của người dân nông thôn, các trò chơi dân gian, ẩm thực, trình diễn áo dài, chương trình văn nghệ. Hôm nay giờ huyện là giờ ủy ban tổ chức là cái lễ hội rất quy lắm, vinh dự lắm. Là khách quan nó đầy đủ mà đẹp, đua đây là có đi rất đẹp. Sáng nay hôm nay mình về đây thì mình thấy là không khí ở đây rất là đông vui và nhộn nhịp, thời tiết rất là đẹp, ủng hộ cho chương trình lễ hội này. Thì mình thấy là Huế mình nên tổ chức những cái chương trình cộng đồng như thế này để cho mọi người tham gia, để kêu gọi du lịch trở lại. Du khách cũng được tham gia cả hoạt động trải nghiệm thú vị như chằm nón, làm bánh, giã gạo, hoạt động bài chòi. Đồng thời được tham quan cảnh làng nghề, các di tích lịch sử, chụp hình lưu niệm bên chiếc cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, làm cho phiên chợ quê thêm sôi động, ý nghĩa. Chương trình chợ quê ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc diễn ra từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2. Đây là hoạt động góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng làng quê Thủy Thanh, đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới.